đó là biệt thự kiến trúc cũ, mà bây giờ thì ở đây thì nó dạng kiến trúc mới rồi. Thì sẽ đi vòng vòng cái khu vực này để giới thiệu anh chị. Mỗi cái mục đích của Sydney đi thì cứ đi rạo chơi, lang thang khắp nơi. Tất nhiên cũng dựa trên cái nền yêu cầu của anh chị. Mình cuốn chiếu sẵn tiện mình quay cái khu vực đó gửi anh chị luôn. Đây là ngã tư Lý Chính Thắng và Trần Quốc Thảo. Xưa kia đó là Yên Độ và Dương Minh Giảng. Địa điểm mà anh chị nhớ rất là rành khi mà anh chị sống ở đây. Đó là đây là cái chùa Pháp Hoa. Đây là con đường Trần Quang Diệu và con đường này nó sẽ nối ra con đường Công Lý. Hello, Sunny chào anh chị. Hôm nay là chúng ta là tiếp tục rong chơi lang thang phố Sài Gòn. Để coi hôm nay Sunny sẽ dẫn anh chị đi con đường nào ha. Thì bây giờ thì mình sẽ quay vòng vòng để giới thiệu anh chị, thì anh chị sẽ hình dung ra ngay. Là trước mặt anh chị đó, đó là con đường Võ Thị Sáu anh chị. Xưa kia nó có tên là Hiền Vương. Và Sunny đang đứng trên con đường Trần Quốc Thảo, quận 3. Xưa kia có một cái tên là Trương Minh Giảng. Con đường Trương Minh Giảng và Trương Minh Ký nối giữa Võ Văn Tần kéo dài tới Lăng Cha Gả luôn, mà bây giờ nó đổi thành hai cái tên, đó là Trần Quốc Thảo và Lê Văn Sĩ. Thì hôm nay Sunny sẽ muốn mời anh chị mình cùng rảo bước trên con đường Trương Minh Giảng này, từ cái góc ngã tư Hiền Vương, để anh chị dễ hình dung. Cái mé này thì về Võ Văn Tần, Trần Nguyên Giáp năm xưa nè anh chị. Đó, nếu mà chúng ta đi thẳng đây thì ra Trần Quý Cáp thôi. Con đường này rất là đẹp, có hàng cây, cây cao rất là mát. Và cái góc đây là một cái ngôi biệt thự, nó được xây lên bởi cái nền biệt thự cũ. Cái biệt thự mé bên góc bên kia kìa, đó là biệt thự kiến trúc cũ, mà bây giờ thì ở đây thì nó dạng kiến trúc mới rồi. Thôi, chúng ta cùng nhau đi nha anh chị. Mình cứ hướng con đường Trương Minh Giảng, nay là Trần Quốc Thảo, mình ra cái cầu Lê Văn Sĩ, xưa kia là cầu Trương Minh Giảng. Rồi chúng ta đi lằng quằng đến Trương Minh Ký luôn nha anh chị. Cứ lang thang thôi, lang thang gửi anh chị, và nhân cái clip này cũng gửi tới anh tên Minh, có yêu cầu Sunny quay lại 386 trên 76 thì phải. Một lát Sunny mở cái giấy note ra, Sunny sẽ xem lại. Sunny thì thường thường thích đi bộ nhiều hơn. Đó, đây là Trần Quốc Thảo và Võ Thị Sáu. Nó cong quá anh chị khó thấy. Đây cái hướng con đường Hiền Vương, nay là Võ Thị Sáu. Hướng ngược chiều thì chúng ta về Đa Cao anh chị. Còn hướng ngược lại xuôi chiều, con đường một chiều này thì chúng ta sẽ về ngã sáu Dân Chủ. Bây giờ chúng ta sẽ qua đường. Đây, cái đi về ngã sáu Dân Chủ nè, mình sẽ băng qua đường. Đường Trương Minh Giảng năm xưa. Mình là một lát mình sẽ đi thẳng con đường này thôi, băng qua Yên Đỗ, rồi băng qua Yên Đỗ là Lý Chiến Thắng anh chị. Rồi sau đó mình sẽ băng qua con đường Kỳ Động. Nó có vài con đường, đợi xe chắc mình sẽ băng qua đường cho nó dễ dàng quay hơn.
biết là anh chị biết con đường này không? Ngày xưa thì sinh đi lên đây đi học á, thì nó không có con đường này đâu. Bây giờ con đường này đâm ra chợ Tân Định anh chị, nó băng qua ngã tư Công Lý, ngay chỗ cái viện Pasteur đó. Bây giờ nó có tên là Trần Quốc Toản. Rồi chúng ta sẽ nhìn lại Dương Minh Giảng năm xưa ha. Đây là một cái khối nhà cơ quan hành chánh gì đây. Ngày xưa đó anh chị, chứ bây giờ thì nó có bảng hiệu rồi thì Sydney rất là dễ dàng nhận ra. Chi nhánh nhà xuất bản, nhà xuất bản, nhà sách. Mình sẽ clear qua bên kia đường. Đối với con đường này có hàng cây rất là mát, đi nó cảm thấy nó thoải mái nhẹ nhàng. Khi mình đi qua con đường Lý Chiến Thắng á, thì nó hơi nhộn nhịp chút xíu, tại ngay chỗ đó nó có một bệnh viện tai mũi họng. Hôm nay thì Sydney sẽ đi vòng vòng cái khu vực này để giới thiệu anh chị. Mọi cái mục đích của Sydney đi thì cứ đi rạo chơi, lang thang khắp nơi. Tất nhiên cũng dựa trên cái nền yêu cầu của anh chị. Mình cuốn chiếu sẵn tiện mình quay cái khu vực đó gửi anh chị luôn. Đây cà phê 78, khuôn viên cà phê 78 có một cái nhà. Nhà này rất là xưa rồi. 78 Trần Quốc Thảo. Hàng cây nó che hết rồi, không thấy gì cả. Phía sau thì có một cái trường, giống như một cái trường học ha, cơ quan hành chánh gì đó. Thì đối diện bên kia thì có những cái quán ăn. Đi trong cái hàng cây này nó đỡ xe anh chị. Đỡ xe lại nó cũng mát nữa. Con đường này bây giờ thì nhiều xe, chứ ngày xưa thì đâu có nhiều xe đâu. Lúc mà Sunny quải cái ba lô đạp xe đạp lên đây đi học nè. Căn nhà ngày xưa. Có gì anh chị sẽ chia sẻ. Sunny thì chỉ quen một cái khu vực nào đó Sunny sống ở trên Sài Gòn này thôi. Chứ nhiều lúc mình cũng đâu có biết hết. Kiến thức thì nó mênh mông lắm. Nên anh chị chia sẻ cho nó vui, lại Sunny cũng biết thêm. Bên kia có một cái quán nướng Phú Định. Nó làm cái cọng giống như cung đình vậy. Đây có một cái quán cà phê Sài Gòn phố. Phía trước mặt anh chị đó, xem là anh chị thấy rõ. Sáng sáng mình ra đây mình ngồi cà phê ngắm dòng xe qua lại thì cũng cảm thấy rất là thoải mái anh chị. Với cái hàng cây này, rồi đi vài bước nữa thôi chúng ta sẽ tới ngã tư Lý Chính Thắng. Và xưa kia là con đường Yên Đỗ. Má bên tay trái Lý Chính Thắng thì nó cũng ra ngã 6 Dân Chủ. Má bên tay phải thì ra cầu Kiều anh chị. Anh bán bưởi. Sài Gòn dạo này người ta đẩy hàng rong rất là nhiều. Xe rau, xe bưởi, nước dừa, trái cây vân vân, bán theo mùa. Cái góc này nó có một cái ngôi nhà của Pháp ngày xưa, France. Rồi
Đây là ngã tư Lý Chính Thắng và Trần Quốc Thảo. Xưa kia đó là Yên Độ và Dương Minh Giảng. Ở trước mặt anh chị đó, cái nhà xanh xanh đó là Bệnh viện Tai Mũi Họng ở Sài Gòn. Tí bông hoa, hoa giấy. Rồi thôi, chúng ta qua đường, không là không kịp. Nó vẫn có tên là Trần Quốc Thảo chị ha, Trần Quốc Thảo. Khi mà tới cái cầu á thì nó trở thành một con đường Lê Văn Sĩ, và con đường Lê Văn Sĩ nó nối dài tới Lăng Cha Cả luôn. Khu vực này thì đối với bệnh viện ở Sài Gòn, anh chị cứ đi bệnh viện nào, bất cứ bệnh viện nào nói thấy nó cũng đông đúc. Anh Minh thì xin y sẽ đi lang thang con đường này, thì có gì gọi tới anh Minh. Cái nhà xưa của anh Minh mà đã gần 40 năm rồi, anh chưa về, thì anh có gửi mail cho Sunny đón. Thì hôm nay nhân tiện cũng quay lại gửi cho anh. Nhân tiện đó thì cũng được mời các anh chị đi chơi chung thôi. Cái clip này thì không biết là đi đến khi nào stop đây. Có thể là mình sẽ tới cái cầu Lê Văn Sĩ, mình sẽ ngừng nha anh chị. Đây có một con đường hẻm để vào một khu xóm. Còn nhà này mới nè, mới mọc. Bây giờ nó trở thành một cái building, văn phòng cho thuê, và dưới có một cái ngân hàng. Phía trước mặt anh chị đó là con đường Kỳ Đồng. Thường thường để ý đó, chúng ta đi qua những một số bệnh viện thì hai bên người ta bán sữa, bán cạc điện thoại, bán thức uống để phục vụ cho người nuôi bệnh anh chị. Có một con hẻm ngay chỗ 128 Trần Quốc Thảo. Cũng xin lặp lại, xưa kia là Dương Minh Giảng nha anh chị. Dương Minh Giảng, Dương Minh Chí. Nó dài luôn. Nếu mà nói về Dương Minh Giảng á, thì nó xuất phát từ Trần Quý Cáp, nó tới Trần Quang Diệu và nó kết thúc. Đây là con đường Kỳ Đồng phía trước mặt anh chị. Rảnh rảnh thì xin đi sẽ quay Kỳ Đồng. Xin đi cam kết điều đó, đi chừng nào hết mà thôi, mà hết Sài Gòn thôi. Đối với cái tuổi sinh niên, trung niên của sinh niên thì sinh niên cũng không có thể theo một cái đề tài tro quậy phá được anh chị. Nó cứ nhẹ nhàng chậm rãi theo cái bước chân của mình thôi, để mình đi mình ngắm phố phường. Và nhân tiện đó thì cũng gọi tới anh chị. Và anh chị Sunny cảm thấy rất là vui khi mà những cái đoạn clip của Sunny nó cũng rất là đời thường thôi. Nó chẳng có gì là nghệ thuật cả. Cứ rong chơi, anh chị đồng cảm thì Sunny cảm thấy rất là vui. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng bước từng bước lên cầu Trương Minh Giảng nha anh chị ha. Hợp tác xã thương mại quận 3. Hồi xưa có thể đây là một cơ quan hoặc là nhà của một bác sĩ quan nào đó. Bác sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa nha anh chị. Đây là có một ngôi chùa vì Chantara. Rồi tiếng Cambodia. Chùa Khmer thì xin ý cũng không rành.
lát. Cái cổng ngôi chùa nó hay quá mà tôi đi không có qua được. Lên cầu anh chị ha, mình nhìn tổng quan hơn. Cái cổng ngôi chùa mình phải đứng bên kia anh chị, đứng bên kia mình quay qua thì nó mới đẹp được, mới thấy trọn vẹn thôi. Một tí gì đó rồi anh chị. Đây, cái khối nhà. Đối với những căn nhà mặt phố này á, thì mỗi người có một cái phong cách. Ngày xưa thì Sinh Y thấy có sự đồng nhất, nhưng mà bây giờ mỗi nhà có một phong cách, người thì đất Tây, Ta, Tàu, vân vân, nó cũng hơi lộn xộn. Cái đó là nói về kiến trúc và đô thị nó không được trọn vẹn. Ngay góc này có một cái chung cư. Chung cư thì xây sau này thôi anh chị. Có thể là ngày xưa bờ kênh Nhiên Lộc này đó, nhà sàn ở thì người ta giải tỏa, cái người ta sẽ tái định cư ở đây, nó trở thành một cái cụm dân cư. 202. Chúng ta sẽ đi lên con đường cầu Trương Minh Giảng anh chị ha. Bây giờ là cầu Lê Văn Sĩ. Và đối với cây cầu này á, thì bây giờ nó hoàn toàn khác xưa rồi. Ở con đường Hoàng Sa, Trường Sa. Con đường Hoàng Sa đây, và bên kia là con đường Trường Sa. Và nó có một cái ngôi chùa Pháp Hoa rất là lớn ngay góc cầu. Thôi mình qua bên đường anh chị ha. Quay cho nó trọn vẹn, mới có nãy giờ quay mới có 16 phút thôi. Nhà thờ Thánh Du Xe Giáo Xứ Sớm Lách vào 500m. Và đây là cái cầu Lê Văn Sĩ, Trần Quốc Thảo, Hoàng Sa, Trường Sa. Và quan cảnh cây cầu để cho anh chị xem cho nó dễ dàng hơn. Mình quay lại những con đường mà mình đã đi qua. Đây là dòng kênh Viên Lộc. Đối với dòng kênh này thì anh chị cũng biết nó vượt qua rất là nhiều cây cầu. Cụ thể những cây cầu như là cầu Thị Nghè, cầu Phan Thanh Giản, đây là cầu Điện Thủ, Bùi Hữu Nghĩa, cầu Bông, cầu Kiệu và cầu Trương Minh Giảng, đây là Lê Văn Sĩ. Đây là cái chùa Pháp Hoa. Và nếu mà đi theo cái kênh Nhiên Lộc này, chúng ta sẽ về cái hướng Ông Tà anh chị. Và hai bên có con đường Hoàng Sa, Trường Sa nay rất là đẹp. Buôn bán tối thì nó vui hơn. Có những cái quán nhậu bình dân, quán coffee shop, và kể cả bán thức ăn thời trang.
bán ốc, nói chung là khu ẩm thực anh chị. Chùa Pháp Hòa rất là lớn. Ngày xưa thì theo hình tài liệu thì chỉ có một cái tháp thôi. Bây giờ cái chùa này được xây sửa lại. Rồi, đây là một cái địa điểm mà anh chị nhớ rất là rành khi mà anh chị sống ở đây. Đó là trường đại học Tư Thục Vạn Hạnh anh chị. Và ngôi trường này được xây dựng và hoàn thành năm 1964, là một cái trường học của Phật giáo đầu tiên của Sài Gòn. Cảm ơn cô chú Hùng đã cung cấp một số cái tư liệu, tài liệu mà cô chú đã tham khảo ngôi trường ngày xưa nè cô chú. Đây là con đường Trường Sa anh chị. Đây có một cái khuôn viên nhỏ nhỏ, quay một vòng 360 độ để anh chị hình dung cầu Lê Văn Sĩ, Trương Minh Giảng năm xưa. Khi mà qua cầu rồi thì con đường này trở thành cái đường Lê Văn Sĩ anh chị. Cũng lặp lại, xưa kia là Trương Minh Giảng, và đi thẳng qua ngã tư Trần Quang Diệu đó là Trương Minh Chí. Đây là ngôi trường Vạn Hạnh, Đại học Vạn Hạnh năm xưa. Bây giờ nó thấy nó cũng xuống cấp rồi. Bây giờ nó là Đại học Sư Phạm. Giờ thay đổi nhiều anh chị ha, nó khác xưa, kể cả sinh ni cũng vậy. Sinh ni lâu lâu không đi nó cũng khác xưa rất là nhiều. Ở đây có một cái chợ anh chị, không biết là chợ này theo sinh ni đón thôi, nó nằm trên đường Trương Minh Giảng thì nó sẽ thành một cái chợ Trương Minh Giảng. Nhưng mà bây giờ nó có tên là Nguyễn Văn Chổi. Hôm nào thì đi sớm sớm thì Sunny sẽ gửi anh chị về cái ngôi chợ này. Bây giờ thì khoảng 11 giờ rồi. Nên nó cũng trễ, bây giờ không còn buôn bán sung túc nè, nhộn nhịp, nên Sunny gửi sau cho anh chị nha. Đây vào một cái khu xóm, là cái ngôi nhà xưa ngay cái góc đối diện trường cái chợ. Đối với những cái chợ này cũng rất là hay, anh chị để ý tất cả các chợ ngày xưa đó, nó được gần gần cái mé sông. Ví dụ như chợ Trương Minh Giảng này, nó gần con sông Nhiên Lộc. Chợ Phú Nhuận cũng vậy. Chợ Thị Nghè thì khỏi nói rồi. Chợ Phú Lâm, kênh Tân Quá, rồi chợ Bình Tây, chợ lớn thì nó có kênh Hàng Bàn. Rất là nhiều mà anh chị để ý. Điều đó để đồng nghĩa cái việc vận chuyển hàng hóa ngày xưa đối với Sài Gòn á, nó chỉ dựa vào những cái kênh rạch thôi anh chị. Còn đường xá thì nó chưa phát triển. Ta đi một đoạn nữa đến Trần Quang Diệu thì Sunny sẽ tớp cái clip này ở đây. Sau đó Sunny sẽ đi vào con đường khác, cũng trên con đường này, đó là Trương Minh Chí. Sunny sẽ vào một cái hẻm để quay cho một vị khán giả tên anh Minh, gửi tên anh. Xin lỗi anh chị rất là nhiều, một ngày đó Sunny chỉ có thể quay được 2 clip, nên tất cả những comment mà anh chị yêu cầu đó thì Sunny sẽ làm dần, Sunny không bao giờ quên đâu.
nét nhà xưa. Đây mình nhìn lại cái con đường bên hông chợ anh chị ha. Rồi chúng ta còn vài bước nữa thôi à, tới con đường Trưng Quang Diệu. Xoài, cái xoài. Cầm cái camera đi, đi cứ lẩm bẩm, nhiều người ta cũng nhìn lắm anh chị, nhưng mà cái chuyện của mình làm thôi. Chuyện người ta có quyền tự do, người ta cứ nhìn. Nhìn rất là ngạc nhiên, không biết thằng này làm gì, nó có bị bệnh không? Người ta đâu có hiểu là mình quay phim, mình edit, mình post lên YouTube để gỡ cho anh chị. Và đôi khi cái cách ăn mặc của Sunny á, người nó cũng hơi đen đen, người ta tưởng là Lào, Campuchia, Indo, Malay chứ không phải là người Việt. Đó. Cái góc nhà. Mẹ bên đây nè. À, còn vài khoảng vài bước nữa thôi thì Cindy cũng stop cái clip này ở đây, một phần nào đó gửi anh hình ảnh con đường Trương Minh Giảng. Nó xuất phát từ ngã tư Hiền Vương, Võ Thị Sáu, đi dài qua cái cầu Trương Minh Giảng, nay là Lê Văn Sĩ, đến con đường Trần Quang Diệu để gửi anh chị một phần nào đó về Sài Gòn ngày nay, để anh chị cập nhật đối với ngày xưa. Và cũng rất là hạnh phúc nếu anh chị có ở trên khu vực này, anh chị cho vài lời comment chia sẻ những kỷ niệm. Rồi tới ngã tư rồi anh chị. Sunny thấy cái clip cũng đã dài. Cảm ơn anh chị đã cùng lang thang với Sunny nha, để mình coi lại con đường Trương Minh Giảng năm xưa, để chúng ta có một cái so sánh, ôn lại kỷ niệm. Sunny giống như là một cái người mà cầu nối giữa anh chị đối với Sài Gòn xưa và nay. Chúc anh chị luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống nha. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lăng thang tiếp theo của Sunny. Đây là con đường Trần Quang Diệu, và con đường này nó sẽ nối ra con đường Công Lý để chạy dài về Phú Nhuận. Rồi, bye bye anh chị nha. Hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đồng.